ăn đi nha. Mua nhiều thế, nhiều thế này, nhiều quá. Mới nặng nặng là bố ra này. Mình sợ, đây là mình sợ, đây là mình sợ. Mình sợ. Cái đấy là khô gà đấy. Khô gà là cái gì? Không phải mình sợ đâu. Đây đâu biết sợi đây. Đây là khô gà xé sợi bà. Sao? Trong này có cái đĩa rồi. Cứng. Cái đấy không phải cái đĩa đâu. Cứng lắm. Mày mua đĩa này thì ăn thế nào? Hả? Mày? Mày ơi, em... Đây đầu tiên cho mấy bà ăn khô gà xé sợi trước nha. Bà ngoại mình lần đầu tiên ăn đang không biết ăn kiểu gì. Cứ để em thôi bà. Đấy bà ngoại mình còn nhìn chưa dám ăn rồi mà bà nội mình ăn trước cơ. Đây. Bà ngoại cứ ăn đi, cháu đang móc cho bà nội đây rồi. Đây bà nội thử ăn đi xem ok không bà nội ơi. Ngon lắm. Ngọt ngọt đấy bà. Không còn là chanh, này không còn là chanh. Ngọt ngọt mặn mặn ngon nha. Ăn được không bà? Này, ăn được hồi ngọt. Vâng. Ăn ngon, 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 ngon. Ăn ngon, ngon béo. Ăn béo ngon. Bình thường mình thấy ăn khô gà có lá chanh cơ mà khô gà nhà AB lại không có nha. Cơ mà mình vẫn cho điểm cao cái khô gà này. Ăn vẫn có độ ngọt của gà ấy, không bị khô quá và cay quá đâu. Hòa quyện với cả mùi thơm của sa tế này, tỏi này, hành phi này, thơm cực luôn. Cái này là bánh tráng với xương không phải đĩa đâu nhé bà ơi. To kinh khủng luôn. Siêu to khổng lồ. Đập chó to. Thành tôm này. Một gói tôm to lùng luôn, trời ơi. Cái này ăn thế nào rồi? Đây, cháu bóc cho nó hà hơi ra, nó không mềm. Đây, cháu bóc cho. Đó. Cháu mua ở đâu mà cháu mua của nhà AB. AB. AB được rồi. Cứng này, cứng, cứng. Không kể rằng ngay thế nào. Đây, cháu bóc ra này, mẹo dẻo này. Dẻo nhá. Dẻo luôn, cái cháu nhớ đi mịn nào. Mịn cực luôn. Tết này, mua cái này một quẩn. Tết mua ăn, à bà. Tết mua ăn được ấy. Mấy khách khách đến mua ăn được mà. Thao hồ cuốn luôn. Ủa. Cái này cho cái này à? Vâng, cứ đổ ở đây đấy. Đổ cái này vào đây cho cuốn cho bà ăn thử nhá. Như sầu châu. Nó mềm mềm dần mà. Đấy bà nhai thì chỗ này kiểu nhai một lúc nó mới mềm ấy. Kiểu nó có cái hành khô với tôm thì ngon lắm. Với cả bơ nữa. Bơ đây nó cho thêm bơ. Ăn được mà. Tôi không ăn được mẹ. Tôi ăn đi thì tôi ăn ngay mà tôi không ăn là tôi không ăn. Trời ơi, bánh tráng nhà Abi đỉnh nha. Có bao bì đóng gói cũng đẹp và gọn gàng nữa. Mọi lần mình mua bánh tráng với xương không gọn gàng như thế này đâu. Mình rất mê cái tôm khô nhà Abi nha. Ăn nó không bị mặn quá đâu mà thơm mùi hành phi cực luôn. Cả bơ bên nhà Abi cũng béo ngậy và không bị mặn này. Trời ơi, đảm bảo ăn một lần là ghiền luôn đó các bạn ơi. Tuy là nhai hơi dai nhưng cắn cắn một lúc là bánh tráng sẽ mềm mà răng bà ngoại mình còn khỏe hơn răng mình ý. Các bạn đừng bảo răng bà mình yếu nhá. Răng bà ngoại mình còn nhai được mía cơ mà.